Dơ dơ con dơ 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 cái tay cùi tay đi. Một mình Thành mà ba người cô thì ba cô gái ngồi cạnh luôn. Dơ chưa? Đây. Đem mình gói gì? Cuối tuần này đem mình gói gì vậy? Bạn thân của Thành mà gái không bắt gì hết. Rồi, cắm đầu cắm cổ chạy đến rồi nha. Quen về mua tôi bốn rồi, uống tôi bốn hộp sữa, sữa chua luôn. Nóng chạy khát nước uống. Đã mất tiêu rồi. Gì à? À chân dơ rồi đúng không? Dơ rồi đúng không? Tuột xuống, dịnh vô tuột xuống, đừng có lên ngược lại, tuột xuống. Tuột xuống luôn. Rồi tuột xuống, tuột xuống. Bạn gái của Thành kìa, có kẹt tay con. Bạn gái của Thành kìa. Chui chi trong đó chi cho nó kẹt vậy trời. Sao mà vừa? Cái tướng con chui vô đó sao mà vừa? Bị người ta report, chứ nhờ lấy lại thì người ta nói là bị report, khiếu nại là
xâm phạm chị em. Ý sao đi khiếu nại vậy? Không đâu có chồng ai đâu, mà cũng chỉ có quay của Trần Dư Thành như không, mà cũng không có dám quay hết mấy nhỏ nhà luôn, sợ nói mà cũng bị dính. Đang nhờ người lấy lại cái Facebook đó mà cũng tốn nhiều tiền, đang suy nghĩ là một cái là bỏ hay là lấy, tại vì lấy thì sẽ lấy lại thì sẽ trả tiền công người ta rất là nhiều. Cái Facebook đó thì là nhiều cục, nó nhiều kỷ niệm. Nói chung mình xài Facebook mới thì mình cũng có nhiều bạn mới mình được tiếp, nhưng mà điều cái Facebook kia thì trên đa lượng lợi là nó có quá nhiều kỷ niệm của với chị Hai nè, những chuyến đi show hồi xưa, rồi cuộc sống hàng ngày từ lúc mà thời của bé Như, hình ảnh rồi nhiều, nên cũng đang lưỡng lự dữ lắm, tại vì bị report nặng luôn, nên là người ta lấy lại nó bị khó, nên là phải tốn tiền nhiều mà không biết có được không. Cũng buồn suy nghĩ đâu có làm gì chọc ghẹo ai đâu, đâu có xin xả hay là cái gì quay để mà kiếm cái gì này kia đâu, hay là đăng hình này đâu, cũng không có đi comment tùm bậy tùm bạ, cũng không chọc ghẹo ai luôn, chỉ có vô nói chuyện với những người mấy người anh bạn bè ấy, anh chị thân ở trên Facebook thôi. Tới đâu hay tới đó thôi, biết sao. Những hình ảnh của chị thơ giống như đi cắm trại bên nhất vậy đó, quậy xám hồn luôn, đón ra giống như là chim sổ lồng. Rồi, bạn gái chơi kìa, anh chơi vậy vô nha, cúi tay đi này, đi mua tao, đi uống sữa, uống sữa, đi mua sữa đi, uống là đi đón chị Như nè. Này mai mốt lớn thành coi hơn, thành mắt cười lắm, đây với bạn gái thành được mấy bạn gái thích lắm nha. Ôi rồi lấy lá chơi với bạn. Gom nhặt những chiếc lá khô. Thành thích nói tiếng Anh lắm. Để làm gì kiếm cho Thành, kiếm tiền cho Thành đi học tiếng Anh. Đầu tư
cho một mầm non. Ủa sao cô mặc cái quần trở thành mặt được kha ta? Đó, đi lại mua sữa nữa có anh nha. Hôm nay chị Như không có, thế là ba bạn. Đây chị Như không có học học thêm nên là chị Như về sớm. Chị Như thi môn toán xong rồi. Giờ chị Như đi thi toán rồi đây. Không. Bà bạn đi xuống nè, nhanh không? Nghỉ dậy té. Đụng đụng té. Cái lưng không bụi lưng. Ủa cái này hủi luôn rồi. Nó thì hủi rồi. Cái lưng hủi trần rồi. Cái hủi trần luôn. Cái hủi trần uống hết rồi rồi. Uống hết bà vô. Bà vô đây đi dục gác. Sợ nó hết rồi. Thì ra hết rồi. Bừng bỉ không? Đâm. Các bạn ơi, ôi giời đau muốn chạy nha. À, các bạn ơi hả? À? Ông bà cô chú ơi chứ các bạn ơi gì? Chú. Ăn. Ủa cái này trọt rồi. Trọt rồi nè, uống hết chưa? Chứ không hành tập ra. Rồi anh uống hết đây rồi bà vô. Rất rồi à, trường của chị Như ngồi đang đợi đó chị Như ra. Hôm nay là cuối tuần chị mà hôm nay thứ sáu thì Như không có đi học thêm nữa nên là được hôm nay về sớm 4 giờ về sớm. Hành vô nha Hành ơi. Cô chú nghe con hôm nay Thành đến trường, cô Tâm dạy Thành gì? Chị Tâm này thì bắt nhận. Gì cô Tâm làm mà dạy làm vậy? Chị bắt nhận nhìn bệnh. Đâu á, cô Tâm làm gì? Cô Tâm hôm nay có học gì nè? Cô Tâm chỉ con làm học gì? Chị Tâm đang nghĩ Tâm bụng bệnh. Thôi xảo à. Học gì có học vẽ không? Học vẽ không? Không, chị Tâm học vẽ bài tiếng Anh. Cô Tâm chỉ học bài tiếng Anh hả? Dạ. Ủa, trường mầm non mà trường của quận mà là cô không, trường này đi đi học mà. Trường này đi học mà hả? Thì đúng là trường đi học không mà trường này đâu có dạy tiếng Anh đâu. Đi học như tiếng Anh vậy mà. Thành rất thích đi học tiếng Anh nhưng mà còn chú. Cái làm gì đâu mà như nơi đâu chị chạy vô nhà mà cái làm gì đâu. Chứ đâu, Thành đâu có nói Thành làm gì đâu. Trinh đang hỏi là hôm nay con đi vô trường, vô lớp. Cô Tâm chỉ con với mấy bạn học về cái gì mà. Trời ơi. Hôm nay Thành vẽ hình gì nè? Tôi bao tâm đã đi mất chân rồi đi học bài. Học bài hả? Dạ. Rồi học bài gì nè? Cỡ cho ông bà cô chú nghe nè. Mẹ ông tí ly à. Nó không đúng nè cãi. Mẹ tí ly à. Vô cho giấy tệ hết rồi. Hello bà ơi. Hả? Nè giấy nè. Ghế ở đâu ạ? À? Con lấy ghế của ai ạ? À? Mẹ.
ghét của mấy anh chị đó, đang ngồi đợi cha mẹ đón về đó, là con lấy làm gì coi ghé á. Hành ở trong trường Hành có hát cái bài gì mới không? Anh nhắc cái ghế đó đợi con ra ngồi đó. Rồi chơi đi. Rồi chơi đi, chơi gì đánh qua đánh lại cái gì á? Cái tay á? Chiếu qua chiếu lại á. Đúng rồi. Chị như chị em chơi đó đi. Hello con chưa? Như đây ẩm nè, ẩm ra. Ẩm ra. Khoái lắm, khoái lắm. Hai chị em khoái chó. Con làm những cháu nó sợ nó làm con á, thơ Thành. Dì, nó đứng lên được đó, giơ tay ra, giơ tay lên. Thành vô kiếm đồ ăn cho bạn cháu ăn đi. Dạ, Thành đi kiếm đồ ăn ra để chứ nha. À. Thành đi kiếm đồ ăn cho bạn cháu rồi. Không biết cháu tên gì ta? Như biết cháu tên gì không nhỉ? Mấy bữa ẩm ở ngoài quán mà. Chưa ăn cơm mới nấu cơm mà lấy nguyên cho chó. Cho Thành đi, Thành nè. Cơm của nó. Cơm của con mà. Cơm của Thành á. Nè Thành nè. Thành nè có gì đâu Thành nè. Thành nè có gì đâu Thành nè. Thành nè.